Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em đang gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là dàn lạnh trong xe của Toyota Vios 2015 đến 2019. Dòng sản phẩm được sản xuất bởi công ty Denso có chi nhánh tại Thái Lan, với cái mã sản phẩm là TG447610-54213D. Denso Thái Lan. Cái dòng sản phẩm này thì rất là chất, anh có thể nhìn này, chất dàn này cực kỳ là chất luôn. Đây nhá, mọi người sẽ cùng xem này. Vios 2016 đến 2019 nó có thiết kế khá là đặc sắc là cái phần thân dàn này nó khá là dài đó. Dòng sản phẩm được sản xuất 100% bằng nguyên vật liệu là hợp kim nhôm cao cấp anh em nhé. Đấy, cái màu của nó rất là xịn xịn này. Đấy, rất là xịn luôn. Đây, như là có cái mã của lô hàng sản phẩm đó. Đây, anh em cùng nhìn nhé. Mỗi một sản phẩm thì sẽ được đóng gói trong một chiếc hộp với bao bì là Denso như thế này. Và cái thứ tư đấy, đóng gói của nó thì đây, để tiện cho quá trình quay thì em đã mở ra. Đây, mỗi một sản phẩm thì sẽ được để trong một chiếc hộp giấy như thế này để cho quá trình vận chuyển tránh va đập đó. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua nhau cái sản phẩm, đó chính là cái dàn lạnh trong xe của Toyota Vios 2016 đến 2019 của Denso Thái Lan. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hãy liên hệ với em theo số 0856727222, 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.